Chú tên Bình, chú sinh năm 60, quê quán ngày xưa tại Bạc Liêu. Hiện tại là chú sang định cư tại Mỹ từ năm 79. Hiện tại chú có mở cái tiệm bán đồ đồ Mỹ, người ta kêu bằng Chinese fast food đó, là coi như là cái đồ ăn nhanh đó. Tại vì chú sống độc thân thôi, nhưng mà chú định là năm tới này là đúng tuổi là hưu rồi. Chú tất cả những cái tài sản tôi bán rồi trở về Việt Nam sinh sống. Cảnh giúp cho chú nha. Kiếm một người phụ nữ từ tuổi từ 42 tới 50, 55 thì ok. Mà hiện tại giờ chú đã có nhà ở bên Mỹ đúng không? Có nhà, có tiệm, có đủ thứ, chú có đầy đủ hết trơn. Thì cái chuyện đối với vật chất, cái tiền bạc đối với chú thì nó không có thành vấn đề. Nhưng mà quan trọng nhất là cái tính tình của con người. Những cái tài sản hoặc là những cái gì chú có thì có di chúc đàng hoàng. Di chúc đó ngày nào, người nào mà chăm sóc chú tới cuối cùng, bất cứ là em hay là cháu hay là vợ, không thành vấn đề. Nhưng mà ngày cuối cùng của chú là người nó là sẽ lo đó, là ngày người đó sẽ được thưởng cái được tài sản đó. Hữu Cảnh mến chào cô chú và anh chị. Thì hôm nay Hữu Cảnh có nhận được số điện thoại của một chú từ bên Mỹ gọi về cho Hữu Cảnh để tìm một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây Cảnh mời cô chú và anh chị cùng theo Cảnh để nghe chú bày tỏ và tâm sự ha. Dạ, con chào chú ha. Ok, chào Cảnh, xin chào tất cả các mà anh em trên mạng. Dạ. Và chúc tất cả các em các trên mạng được nhiều sức khỏe. Dạ, con cảm ơn chú. Và trước tiên là chú giới thiệu về bản thân của chú ha. Năm nay chú được bao nhiêu tuổi và chú đến từ đâu ha? Chú sinh năm chú tên Bình. Chú sinh năm 60. Quê quán ngày xưa tại Bạc Liêu. Hiện tại là chú sang định cư tại Mỹ từ năm 60. Từ năm 79. Từ năm 79, hiện tại chú có mở cái tiệm bán đồ tàu đồ Mỹ, người ta kêu bằng Chinese fast food đó, là coi như là cái đồ ăn nhanh đó. Dạ. Rồi chú cũng có hai đời vợ rồi, nhưng mà không có vợ nào có con. Ngày xưa chú cũng có một người bà thì người Mỹ, rồi sau đó thì có người Việt Nam, nhưng mà mấy người thì họ thì Mỹ đâu nó là quá cao, có thể là nó ra đi không cho mình biết luôn. Rồi thời gian đó, từ đó tới giờ là chú sống một mình, độc thân, là không có vợ không có con. Nhưng mà chú định là năm tới này là chú sẽ về Việt Nam sinh sống. Chú tại hiện tại là cũng có nhà có cửa tại Bạc Liêu rồi, chú muốn trở về Việt Nam sinh sống. Thành thử ra ngày hôm nay thì chú là nhờ Cảnh kiếm cho chú đổ người một người phụ nữ là có con, là không có quá ba đứa, nhưng mà chú là thích người con có con gái thì nó tốt hơn. Tại vì chú sống độc thân thôi, nhưng mà chú hiện tại chú định là năm tới này là đúng tuổi là hưu rồi. Tất cả những cái tài sản tôi bán rồi trở về Việt Nam sinh sống. Thì một mình sống ở Mỹ rất lẻ roi, rất là buồn lắm. Đó, thành thử ra nhờ Cảnh giúp cho chú nha. Kiếm một người phụ nữ từ tuổi từ 42 tới 50, 50, 55 thì ok. Rồi. Chú cho con hỏi nè. Chú năm nay đã qua bên Mỹ cách đây đã 40 mấy năm rồi. 44 năm. Vậy thì chú nói với con là chú chưa có con đúng không? Chưa có con. Dạ, mà hiện tại giờ chú đã có nhà ở bên Mỹ đúng không? Có nhà, có tiệm, có đủ thứ, chú có đầy đủ hết trơn. Dạ, hôm nay chú đến với chương trình của con. Nếu mà tìm được một người phụ nữ nào mà thích hợp thì chú sẽ bán nhà ở bên đó để về bên Việt Nam sống với người đó đúng không? Tất cả chú bán tài sản bên đây trở về Việt Nam sinh sống. Thì theo con được biết như vậy, hình như là nhà ở bên Mỹ mình bán mà không phải như Việt Nam. Con nghe nói ở bên Mỹ hình như mình người ta mua nhà và mua góp không à. Mà chú bán một cái một thì có tiền mặt ngay giờ đó không? Cái đó là có chứ. Thí dụ như là mà cái nhà nó trị giá là 500 ngàn đi. Mình thí dụ như vậy. Nhưng mà mình mất nợ cho nhà băng là 200-300 ngàn, kiểu bao nhiêu đó là cái tiền đó là của người ta sẽ trả cho mình. Mình sẽ lấy trong đó. Ta mở escrow xong rồi, mà coi như là cái tiền đó trước khi cái tiền đó nhà băng nó mua lại cho mình.
với cái giá đó. Tình thử ra cái giá đó thì là nhà băng á, thì mình còn thiếu nhà băng bao nhiêu thì mắng trừ ra còn bao nhiêu tiền của mình thì nó trả lại cho mình, vậy thôi. Như vậy thì mình muốn bán một căn nhà ở bên Mỹ mà mình muốn bán nhanh có số tiền gấp thì chỉ còn phải dùng một cách đó thôi, đúng không? Thì tất cả ở nước Mỹ thì nó đã như vậy rồi. Dạ. Thì nó có là cái cuộc nó là có cái escrow của nó, thành thử ra trong cái tất cả trong cái nhà của mình là thời gian của mình là thiếu trong nhà băng bao nhiêu thì nó sẽ lấy hết. Dạ. Cái tiền nợ của mình nó bao nhiêu nó lấy hết, còn bao nhiêu thì hư là của mình rồi. Chú Không nhất định. theo chú được biết hiện tại giờ căn nhà chú mình nhắm bán được bao nhiêu tiền? Ồ, chú không có nói giá được. Không nói giá Cái được. đó là không, tại cái giá cả của nước Mỹ thì lên xuống bất ngờ, là tự ra cái chuyện đó là không có thể nói được. Dạ, thôi mình bỏ qua một cái vấn đề đó. Giờ tiếp tục một cái vấn đề kết nối yêu thương. Chú năm nay được 64 tuổi đúng không? 64 tuổi rồi, tôi chủ sinh ngày 25 tháng 10 60 đó. Dạ, đáng dạ. lý ra tháng này là ngày sinh nhật của chú tháng này đấy. Vậy là chú có hai người vợ đã chia tay hết. Thì đúng rồi, cái đó là không phải là chú chia tay người ta chia tay mình thôi. Thì ở Mỹ mà in and out cái chuyện đó bình thường thôi. Cái đó là người ta cảm thấy đầy đủ rồi, người ta lấy mình đầy đủ người ta đi thôi. Cái chuyện đó thì lợi dụng mà. Thì hôm nay mong muốn của chú nè, đến với chương trình của con để tìm được một người phụ nữ biết quan tâm, biết chia sẻ và biết chung thủy yêu thương nhau, để chú thì sẽ đúng rồi, kết hợp với người đó về Việt Nam chung sống người đó, đúng không chú? Đúng rồi, nhưng mà từ coi như là từ Tây Ninh trở về xuống miền Tây, chứ còn dùng trên thì chắc từ Sài Gòn, nói chúng là từ Sài Gòn trở xuống, chứ còn từ Sài Gòn trở lên thì cái đó là tại vì chú hiện tại chú còn bà chị ở Cần Thơ mà. Dạ. Gia đình bà chị ở Cần Thơ, còn ngày xưa thì có cái nhà này là chú cất cho thằng em nó ở, nhưng bây giờ thằng em nó lên cái gì một bài đó bên casino một bài á, một bài nó đi mở cái tiệm mà bán đồ nước uống cũng như là boba hay là trà sữa, cái đại khái cà phê này đó, nó đi mở bên đó trước casino đó, nó mở cái đó bán rồi tự ra cái nhà đó đóng cửa bỏ, thì chú cho thằng cháu là cuối tuần là nó quậy rồi không dẹp nếu nhà nói cửa như gì vậy chú thì mình. hiện tại bây giờ chú đã có căn nhà ở bên Việt Nam rồi. Cứu đợi, đúng rồi đấy. Dạ, vậy thì quá ok. Nếu mà về cái tuổi của chú đã có tiền hưu mỗi tháng, ủa mà sau này chú mà về bên Việt Nam thì tiền hưu đó chú có cần thiết mà phải Đúng. 16 tháng mà mình qua bên đó mình nhận tiền hưu không? Không, cái đó là cái nó đó có hai loại. Người ta kêu mà một cái là cái tiền SI là cái tiền cũng như là cái tiền bệnh tiền hoạn này nó đại khái đi. Cái đó là tiền đó là qua Mỹ là không có quá 30 ngày nó phải trở về. Qua khỏi nước Mỹ 30 ngày phải trở về. Còn như chú là tiền của mình mà, cái này là tiền đóng thuế của mình, là tiền hưu của mình. Cái đó vĩnh viễn thì vô nó sẽ gửi trong nhà băng thì mình, trong ngân hàng thì mình cứ lấy ra xài Dạ. thôi. Con cứ nghĩ là phải 6 tháng mình phải về bên đó mình nhận tiền chứ. Không, cái đó là tùy theo là cái passport của mình. Dạ. Tại cái passport của mình thì nó 10 năm. Dạ. Trong 10 năm phải mình trở về Mỹ review lại, phải trở Mỹ làm mới lại, thay đổi cái mới lại. Thì cái đó là thời gian 10 năm thì trong đó thì mình ở đúng 10 năm thì mình cứ trở về, hoặc là thì sau này thì mình khi nào mà có vợ rồi thì vài ba năm thì mình đi du lịch. Dạ. Chú thì có bà con là trên thế giới nước nào cũng có rồi, thì dẫn hai vợ chồng đi du lịch thôi, nước này nước nọ, thì hoặc là đi qua Mỹ thăm bà con anh em bạn bè với Mỹ. Chú hiện tại là cũng có gia đình nhỏ em gái thì ở tại cũng ở Mỹ, nhưng mà nó đã mất rồi Covid rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mấy đứa cháu thôi, nhưng mà nó ở tiểu bang khác chứ không phải là tiểu bang chung. Chú hiện tại ở California. Như vậy Thành thì thử ra hiện tại bây giờ chú đã có quốc tịch Mỹ đúng không? chú là quốc tịch Mỹ là bốn 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 mấy 40 năm rồi. Mình có hai quốc tịch,
hay là chỉ một quốc tịch Mỹ thôi? Có một quốc tịch Mỹ rồi. Rồi khi nào mà chú về Việt Nam thì chú sẽ xin nhập quốc tịch vào Việt Nam hay sao? Không phải, cái đó là chú phải làm cái visa là 5 năm. Là một cái visa 5 năm, thời gian 5 năm. Nếu mà mình ở nước Việt Nam thì thí dụ là theo theo chú biết ở nước Việt Nam thì khi nào mình nội trú là được trên 6 tháng gì đó mình có thể mình xin được quốc tịch của người ta. Dạ. Mình xin nói như đại khái như vậy thôi chứ không có gì Dạ. mà khó hết chuyện đó. Ok. Mình là người Việt Nam mà. Mình bỏ qua vấn đề đó đi. Chú kể cho con biết chiều cao và cân nặng của chú hiện tại được bao Chú nhiêu? chiều cao 1m7, nặng coi như 168 kg, 168 pound là bao nhiêu ký đâu, 8 cộng 8 thì 168 là một phao vẫn một một phao bên đó hình như là nửa ký phải không, là cần một phao, nó là hình như là hai năm một mươi một ký một ký một ký một ký mấy gì đó, 1 ký 8 gì đó đại khái, thì đại khái như là khoảng thôi mình bỏ qua bảy cái vấn bảy đề chục số ký đi. Dạ khoảng khoảng bảy phải một bảy mấy ký gì đó đại khái gì yeah, đó, khoảng rồi 75 kg trở lại vậy ok, mình bỏ qua vấn đề đi, chú cao cao lắm mà phải không không, cao này. dạ yeah. Chú cao 1m70 mấy và 1m70 và nặng 7 mấy ký rồi ok ha Ok. rồi một cái vấn đề này mới quan trọng nè, năm nay chú được 64 tuổi, sức khỏe của chú còn tốt không? Quá tốt, không có máu, không có mỡ, không có tiểu đường, không có gì hết. Chú là tập thể dục mà. Và hơn nữa chú về đi vô việc nhà hàng cũng làm cái này làm cái nọ thì nó ra mồ hôi rồi, không có không. Chú sức khỏe là ok lắm. Chú ngồi xa xa ra cho con một chút ha. Rồi, ok, như vậy được rồi. Rồi, chú đừng có né nữa. Rồi, chú chọn cái tuổi từ 42 cho đến 56 vậy đúng không? 55 rồi. Như vậy mấy 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 chị em nào mà 56 là cho qua một bên hết hay sao chú? Không, bây giờ mình nói là từ 55 trở xuống đi ha. Rồi, Ok, ok. vậy thôi. Chú biết mà năm nay chú tuổi 64 thì cái tuổi mà chú chọn từ 42 cái tuổi đó nhỏ hơn chú tới 22 tuổi, chú có nghĩ đến một cái vấn đề mà cái tuổi người ta nhỏ hơn thì người ta có một cái Không sự mà đòi hỏi không? không phải bây giờ thì mình đừng có nói qua 7 qua 42 đi, mình nói là từ từ 55 trở xuống đi. Ok vậy Dạ được rồi ok dạ ha. thầy ở bên Việt Nam theo con nhận biết á, thường thường chị em phụ nữ á, người ta mà có chồng Việt kiều á thì người ta hay hay cho về à, tôi có chồng Việt kiều thì có thể là người bên Việt kiều đó có thể mà giúp đỡ về kinh tế cho tôi à, chú có nghĩ về một cái vấn đề đó không? Đối với chú thứ nhất, thứ nhất là chú cần có người có trí thức, người có lòng chung thủy, thiệt thà, sự thật cái gì cũng phải sự thật là ok rồi. Dạ. Tại tại chú từ bên đây mà mình bay về thì sống mà một, tuy rằng ngày xưa là quê hương của mình nhưng mà mình trở về là quê hương mới của mình rồi, thành thử ra chẳng biết ai là ai hết phải Dạ. không, ngoài gia đình. Rồi. Thành thử ra mình chỉ cần quan tâm cái đó cái. À, chú cũng như giờ hai chú cháu mình đang trò chuyện một cái cuộc trò chuyện này, có những anh mà những chú có vô comment những cái từ gì nè. Mấy chị em này đi tới chương trình kết nối yêu thương chủ yếu là muốn tìm những anh có tiền à, mới kết nối, thì con hỏi chú theo vấn đề đó sai hay là chúng? Chú nói đúng ra thì chú thời gian rất là ít, tại vì chú đi ra làm tối ngày thôi, từ 10 giờ cho tới 8-9 giờ tối, thành thử ra chỉ là cuối cuối tuần là ngày thứ bảy chủ nhật thì rủi mai là có thời gian rảnh rỗi chút xíu thôi, còn bao nhiêu là rất là bận. Chú về tới nhà là tắm rửa xong là chín 10 giờ 11 giờ là
Lúc đó thì chỉ là ngủ thôi, mệt mỏi quá thì ngủ. Ý là chú nói cái câu hỏi của con là chú không có hiểu về một cái vấn đề mà biết được những thông tin đó đúng không? Chú không biết về những thông tin đó. Nhưng mà theo con nhận xét thì người phụ nữ người ta có quyền yêu cầu bản thân của họ, tôi muốn có một cái tấm chồng nó có chút xíu về kinh tế để sau này cuộc sống tôi nó được thoải mái hơn, thì theo bản thân con nhận xét đó, điều đó là không có sai. Và bản thân của người đàn ông đó, giả tỷ mà bản thân của con mà con quen một cái người phụ nữ đó thì mình đã chấp nhận mình yêu thương họ rồi, mình có kinh tế nè, tại sao mình không giúp đỡ cho người mình yêu thương được, đúng không chú? Đúng rồi, thì chú cũng vậy. Bởi một người phụ nữ của chị, nếu mà lần đầu tiên gặp quen nhau là xin tiền xin bạc, cái đó là chú dứt khoát là không có tiếp xúc. Thành thật mà nói vậy đó. Con cũng vậy, theo bản thân của con, người đàn ông cũng vậy. Nếu mà con quen một người phụ nữ đó, chỉ mới vừa quen tiếp xúc nhau chưa gì hết mà hỏi về tiền bạc thì con cũng không có chấp nhận được đâu. Cái đó là không có chấp nhận. Đúng, trừ khi mình xem xét coi tình cảm của họ có trao cho mình thật sự hay không. Nếu mà thật sự tình cảm của họ trao cho mình thật sự, mạng của mình vẫn giao cho họ được, nói chi là tiền tài vật chất, đúng không chú? Thì cái chuyện đối với vật chất, cái tiền bạc đối với chú thì nó không có thành vấn đề, nhưng mà quan trọng nhất là cái tính tình của con người. Đúng, là tính tình của con người. Không phải là chú là người có kinh nghiệm gì, nhưng mà nói thật với cháu là chú rất là khổ về tình này lắm rồi. Mỗi không, nhưng mà xin lỗi, không phải là người Việt Nam, là chú rất là sợ phụ nữ ở Mỹ rồi. Tại vì gặp thì có nhiều cô thì nói là chừng nào anh mà đuổi em á, em quỳ trước cửa và khóc năn nỉ anh chừng nào anh cho vô thì thôi, nhưng mà rồi cũng phải đi được. Đó, cũng phải, cái đó là đối với chú thì quá tốt với người ta, nhưng mà người ta tính tình thì không có chung thủy, thành thử ra thôi. Thời gian mình chúng mình đi làm ăn là này nọ thì ở đây thì nó lăng nhăng cái chuyện. Tại ngày xưa là chú làm mở cái cửa hàng bán đồ trang trí nội thất á, vậy nên nó là furniture. Chú có 2 tiệm mà chú làm tới gần 20 năm. Cái nhà hàng tôi chú thì mới làm đây thôi chứ không phải lâu. Ngày xưa chú mở tiệm bán đồ trang trí nội thất. Rồi tại vì ngày xưa là chú thường đi mua đồ từ Trung Quốc đem về bán mà, về tiệm bán. Thành thử ra lúc đó thì mình đi có thể 1 tháng 2 tháng rồi mình mua một đầy một container mình mới chở về. Nhưng mà phụ nữ ở đây thì mình giao cho coi tiệm này nọ, chỉ là tiền bạc cũng bỏ vô mọi nhà bán này nọ thôi, nhưng mà rất cuộc người ta không có chung thủy với mình thì thôi. Ok, walk out. No problem. Thì cái chuyện đó thì đối với cái chuyện đó nó không có vui, mình bỏ qua đi. Bây giờ mình đang tiến trình, mình đang tiếp tục về mình tìm một người mới nè, cái này mới vui hơn ha. Bây giờ con hỏi chú một chuyện này nè, ở bên nước ngoài á thì người ta thốn, cái người ở sống ở bên nước ngoài người ta thốn, ví dụ mà kinh tế tiền bạc người ta không có hỏi đến một cái vấn đề này. Nhưng thì đúng rồi, ở bên Việt Nam thì nó khác hơn một cái vấn đề này. Con giả tỷ đi, chú mai mốt chú về bên Việt Nam, hiện tại chú đã có nhà đó ở bên Việt Nam sẵn, và chú về chú sẽ có một cái khoản vốn nữa, khoản vốn đó về để mình ăn nè. Chú hiện tại thì không có con, chú đã thích một người phụ nữ bên Việt Nam, người đó cũng yêu thương chú và về sống chung với chú cho đến hết cuộc đời, cho đến ngày mình qua phần đó chú. Thì chú nghĩ đi, cái người phụ nữ đó sống với mình tới ngày mình nhắm mắt thì người ta có được những gì trong tài sản của chú hay không? Cái này là chú đã nghĩ sẵn rồi. Đấy, trước khi mà chú trở về một cái quê hương khác, chú sống thì đương vì cái chuyện đó là chú sẽ lo tới ngày đó, ngày cuối cùng của chú rồi. Cái chuyện đó một phụ nữ nào mà gặp chú đừng có lo cái chuyện đó.
Nhưng mà chú là quan, chú là kỹ lắm. Những cái tài sản hoặc là những cái gì chú có thì có di chúc đàng hoàng. Trong di chúc đó chú phải gửi về luật sư, là về luật sư, mà luật sư đó là không có cho người đó biết. Di chúc đó ngày nào người nào mà chăm sóc chú tới cuối cùng, bất cứ là em hay là cháu hay là vợ, không thành vấn đề. Nhưng mà ngày cuối cùng của chú là người nó là sẽ lo đó, là ngày người đó sẽ được hưởng cái được tài sản đó. Con rất vui vì nghe cái câu nói của chú. Tại chú biết không, đúng rồi, chú nói đó là không có sai. À, người phụ nữ đó hưởng tài sản đó của chú à, không có gì sai. Tại vì người ta đã chung sống với mình đến suốt cuộc đời, cho đến ngày mình qua đời. Thì trong một cái thời gian đó, không phải tự nhiên tôi đang sống, tôi ngã ngang là tôi mất. Không phải như vậy. Nhiều khi tôi có bệnh đau, trong suốt một cái thời gian đó, người phụ nữ đó đã yêu thương tôi, chăm sóc cho tôi đến ngày tôi nhắm mắt. Cái ơn, cái nghĩa đó rất là sâu đậm, đúng không chú? Dạ. Đúng rồi. Thì cái chuyện đó là sự thật như vậy. Bởi vì thì mình cũng biết sẵn. Trong một thời gian ăn ở nhau thì mình biết rồi. Người đó như thế nào? Đúng, đúng rồi. Rồi đâu phải mà xong vậy là được hưởng vậy là xong đâu. Còn phải nhan khối thờ phượng cho mình nữa. Cho đến ngày, tại vì cái tuổi mà đến ngày mà cái tuổi mà chú đã mất á, thì người ta cũng không còn trẻ nữa. Thì tất nhiên người ta sẽ sống như vậy suốt cuộc đời để thờ phượng chú. Thôi, bây giờ mình bỏ qua vấn đề thì đó. Thì đương nhiên là người đó được hưởng thì người đó được hưởng thôi. Dạ. Rồi nãy giờ những gì mà con hỏi á, thì con đã hỏi qua hết. Thì bây giờ con sẽ xin tóm tắt video như vậy. Chú Bình à, hiện tại à, đang sống ở bên Mỹ. Năm nay chú được 64 tuổi. Thì đã có 2 người vợ và chú chưa từng có một người con nào, đúng không chú? Không có. Dạ, thì hôm nay đến với chương trình của Hữu Cảnh à, mong sao tìm được một người phụ nữ ở bên Việt Nam. Quan trọng ở người đó tánh tình hiền hậu, đạo đức à, chung thủy và đứng hàng đầu. Nếu mà kết hợp được một người nào như vậy thì chú sẽ yêu thương người đó trọn đời, và chú sẽ bán những gì ở bên đó có bao nhiêu, bán hết bao nhiêu đem về bên Việt Nam để chung sống người đó. Và sẽ hứa sau này sống người đó tới ngày mà chú mãn phần thì những tài sản đó chú sẽ để di chúc cho người đó được thừa hưởng. Tại vì nếu mình cuộc sống mình ở Việt Nam thì mình muốn trở về Mỹ chơi này đó là mình có nhà có cửa. Có nhà cửa sẵn. Thì mình đi Việt Nam 3 tháng, là ở Việt Nam 6 tháng, mình qua Mỹ 6 tháng sống thoải mái thôi. Quá wow, ok. Rồi, tiền thôi. Mình có mà. Dạ, tiền vốn mình có. À, con sẽ xin con sẽ xin kết thúc video ở đây. Người phụ nữ đó là con gái, có con gái, không phải là con trai vậy. Chú thích có con trai. Rồi ok chú. Vậy thì tìm một người phụ nữ đó à, nếu mà có con riêng thì là con gái. Con gái, đúng. Con đúng trai rồi. Không chấp nhận. Không. Okay. Mà người đó không có được, không có mập nha. Không chú có mập thích người mập. Không có mập. Thì à, cái cuộc ghi hình này chị em nào mà xin số của chú thì chú có quyền chọn mà à, tôi có quyền lựa chọn à, cảm thấy cô đó nói chuyện với tôi thích hợp và ngoại hình của cô đó cảm thấy mà tôi thích thì tôi có thể đến với cô đó. Và bây giờ chị chú cháu mình sẽ xin kết thúc video tại đây ha. Dạ okay. Chú có điều gì để chúc khán giả không? Tại vì chú nói tiếng thì nó ok, được chúc chúc. Bây giờ là chú xin chúc trước khi mà chia tay ngày hôm nay, chú xin chúc thứ nhất là chúc cho cháu Cảnh cùng gia đình gặp nhiều may mắn. Sau đó là chúc cho anh em trên mạng gặp nhiều tốt đẹp và sức khỏe dồi dào. Ok vậy thôi. Dạ. Xin chào. Còn cảm ơn chú. Chúc cháu tạm biệt nha. Ba chú ha.